miền Tây. Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui khi cô chú anh chị và các bạn trở lại xem video tiếp theo trên kênh của em. Dạ, buổi chiều hôm nay là 4 giờ chiều ngày 5 tháng 5 năm 2024. Em đang có mặt trên một con lộ đê bao ở An Minh Bắc thuộc U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cô chú. Và ngày hôm qua và bữa trước và ngày hôm nay là ở Kiên Giang có những cơn mưa đầu mùa, gọi là cơn mưa vạn cô chú. Thì như cô chú anh chị và các bạn thấy ở dưới dòng sông bây giờ là cũng có một ít nước, và có những cái vị trí mà nó sạt lở tiếp tục từ những cái vị trí mà nó găng nó nứt trước á, khi mà một hạn hán lâu ngày á, kéo dài cô chú. Dạ, và sau đây thì em xin phép cô chú em sẽ ghi hình lại những vị trí mà sạt lở trên cái con lộ đê bao này. Và nghe nói đâu là bà con ở đây á, có chị em mà trong kinh 19 bây giờ là những cái vị trí mà sạt lở như sụp lún phía trước á, bây giờ trầm trọng hơn, và có những cái vị trí mà sụp mới nhất. Và bà con bây giờ khi mà trời mưa xuống cô chú, di chuyển từ trong kinh 19 mà ra ngoài á, cũng khá là vất vả và khó khăn. Thì để không làm mất thời gian của cô chú anh chị và các bạn, thì sau đây em sẽ xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem hết video ạ. Ở đây là một cái vị trí mà mới sạt lở, cây thì cũng chưa có cưa nữa cô chú, thì cũng chỉ mới giăng dây để cảnh báo bà con biết chỗ này sạt lở thôi. Thì ảnh hưởng từ những cơn mưa mà cơn mưa đầu mùa như này, thì những cái vị trí, những cái vết nứt trên lộ thì bây giờ nó bị ngấm nước và nó sạt lở liên hoàn luôn cô chú. Ở đây là nó sạt lở, nó lồi một cái miếng bạc ra nè, miếng chạy đường cô chú xem, các bạn thấy không, nó đi rất là sâu từ mặt lộ mà đi xuống ở dưới 2-3 mét luôn cô chú. Nhưng mà cái cây này thì vẫn như mọi chỗ sạt lở khác, thì nó đi xuống sông nhưng mà vẫn đứng, nó không ngã luôn, nó chỉ xuyên một ít thôi. Ở đây là ngay cái tiệm ván sắt của bà con nè. Bữa nay là ngày 5 tháng 5, có một cơn mưa vào buổi chiều. Và giờ này 4 giờ thì ông trời ông cũng đã hết mưa rồi. Và để lại những cái gì đó là những cái chỗ sạt lở đi xuống sông ngổn ngang luôn. Thì chắc có thể là cái cây này bà con trong nay mai cũng sẽ cưa thôi cô chú ơi. Người ta sẽ cưa đi. Dạ, và không làm mất thời gian của cô chú anh chị và các bạn, thì bây giờ em sẽ đi thêm một đoạn nữa để ghi hình những vị trí sạt lún mới nhất. Và sau đó em sẽ tiến vào trong kinh 19 để ghi hình cho cô chú anh chị và các bạn xem. Dạ thưa cô chú, thì trước mặt cô chú là một cái lỗ sụp rất là lớn luôn. Cái lỗ này sụp bứt nguyên con đường, nó dài vô tới phía trong luôn. Và bây giờ chỉ còn khoảng một thước để xe chạy qua thôi cô chú. Sụp rất là sâu cô chú ơi, nó nứt từng mảng giữa đường ra luôn cô chú. Cái mảng này giờ đẩy nhẹ xuống nè, nhưng mà em không dám đụng đâu, để tự nhiên. Thì sau những cơn mưa đầu mùa như thế này thì có rất nhiều lỗ, nhiều vị trí trên con đường mà đê bao này sụp nặng nề và trầm trọng hơn. Như bữa trước là chỉ có sụp ở phía ngoài thôi, thì bữa nay là nó bứt luôn tới phần trong này luôn cô chú. Như một cái hố to luôn á cô chú. Em giờ lên cao xíu cho cô chú và các bạn xem cho rõ. Thì bây giờ trên có con đường này thì có rất là nhiều vị trí mà nó sụp nghiêm trọng như thế này đây. Từng miếng đan, miếng nhựa đường mà nó xé nó bể ra, nó nằm ngổn ngang như thế này. Những cơn mưa mà đầu mùa như này mà nó mưa liên tục thì những cái vị trí này sẽ
sẽ còn sụp như vậy nhiều hơn. Tại vì trên con lộ này nó đã găng rất là nhiều vị trí của chú. Nắng hạn lâu ngày á, nó khô quá, sông không còn nước và nó nứt nẻ, đất nó nứt ra chân luôn. Cái vị trí sụp này là nằm ở giữa kênh 20 và kênh 21 thuộc An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cô chú. Và thời gian ghi hình là bây giờ là 4 giờ chiều ngày 5 tháng 5 năm 2024. Cô chú xem cái chỗ em đang đứng đây là nó chỉ còn một phần đanh nhẹ như đây, em chỉ dám di chuyển nhẹ nhẹ thôi, không dám đi mạnh. Đi mạnh là sợ nó sạt lở thêm á cô chú. Những cái khe nứt khe hở này thì nước mưa nó ngấm vài hôm nữa thôi nó sẽ đổ xuống thêm rất là sâu luôn. Chỗ này là nó mới găng ra luôn rồi cô chú. Những cái ghế dừa nhiều mà nó không kéo lại nổi. Này sập lâu chưa gì không? Dạ. Chỗ này là mới không? Mới. Mới giờ trụ đá vô. Mới giờ trụ đá. Trụ đá là mới giờ vô luôn. Mưa này sụp dữ lắm ha. Cái chỗ này là bữa trước là sụp cũng nhiều nhưng mà mưa nó sạt từ từ cô chú. Nó sạt cặp mé xuống thêm. Tại vì những cái phần mà cặp mé này bây giờ nó găng. Nó găng hết rồi. Có hiện tượng hết rồi cô chú. Dạ thưa cô chú anh chị và các bạn, thì đây là cái vị trí sụp ở trước em có ghi hình. Mà chỉ mới 1-2 ngày thôi mà bây giờ những cơn mưa như em mới lại là em thấy cái phần đất này là mới sụp luôn nè cô chú. Nó găng những cái vị trí mà nó găng cặp mé cái lỗ sụp á, bây giờ là mưa xuống là nó đâu có giữ được đâu, nó sụp xuống luôn. Sụp càng ngày càng lấn ra cô chú, rộng thêm. Giờ là phải dắt bộ qua chú. Dắt bộ qua. Dạ. Ở đây là có một con mã nè cô chú. Sụp cũng vừa tới vị trí này. Rất may. Và người dân ở đây thì cho đi nhờ trên cái hàng ba của người ta mà dắt bộ qua thôi cô chú. Chạy là có thể là sụp luôn hàng ba. Tại vì phần đất đây nó đã sụp rồi. Và bây giờ thì cái dưới này cũng bọng không còn chân nữa. Đi cũng ít thôi, nhưng mà tình trạng này lâu ngày thì cái hàng ba này không biết có chịu nổi hay không. Cô là cô cho đi nhờ cái hàng ba của mình hết cô? Dạ. Thôi kệ cô ơi, tại bây giờ là lỗ cũng đã sụp rồi, bà con ra qua lại không có được đó cô. Nó kéo từ trong ra luôn rồi đó, nó chạy nhưng mà nó dắt không đâu có được. Dạ. Dắt nó đâu có gì đâu, tại la nó không được, nó chạy không. Như cái hàng ba này bây giờ là nó nứt hết trơn, nó găng nè. Hàng ba đó bây giờ nó đi rồi đó, muốn sụp rồi đó. Nếu mà bây giờ bà con dắt qua thì còn đỡ. Còn, đó, chạy dạ, bà con chạy mà thêm chở hàng nặng nữa thì không biết nó chịu nổi bao lâu. Chở hàng này kia đồ mà nhà nước người ta nói là cho xe không dắt đi thôi không cho chạy. Dạ thôi cô ơi, giờ mình làm phước cho bà con ra qua ha cô. Mình làm phước sợ cái nhà này sập rồi. Dạ cái nhà này bây giờ là nó nằm ngay răng cái chỗ này là nó cặp mé luôn rồi. Như hồi nãy con vừa mới lại là con nghe cái hệ đất đó nó mới xà xuống đúng không cô? Mới lại luôn, chưa kịp bấm máy là cái ệ đất nó xà xuống luôn rồi. Là bây giờ nếu mà mưa 1-2 ngày nữa những cái cặp mé này nè nó, đi hết trơn luôn, dạ. Nó mực đám này là đi không còn cái gì. Sụp nặng thêm nữa. Giờ cô đang gầu hả? Đang sợ chứ. Chỗ con chó dạ. Nó bây giờ nó được bánh lớn này nữa. Nó kéo á. Chỗ cửa ra ra. Dạ. Giờ không biết cái nhà của cô có thể trụ được không? Không có chùi, không có gì, nghĩ chùi vậy. Sợ. Không biết có trụ được không, còn đi lên đây chắc chắn sẽ dơ rồi. Nó có cầm được không, nó không dạ. Cô thấy là thấy không chắc ăn rồi, bây giờ còn trong rồi, nó mẻ từ từ đi rồi. Ủa nó mẻ vô tới trong hả cô? Nó mẻ cái con cái đi vô không quay. Nó hạ gì nè. Là cái này, nó có viên lần này nó hạ đi luôn rồi đó. Đó. Cái chỗ chó mới hạ bự nữa. Là cái lần này không phải lần gạch ha, mà lần mì nứt ha. Ừ, lần nứt đó. Chỗ con chó nằm. Đi. Để lại cho nằm đi. Để cho nằm đi cô.
cái chỗ này nó ấy rồi đây, dạ, đúng không? Nó bung ra đó. Cái chỗ này là bây giờ là nó bung ra nè. Qua này mưa là cô đứng cô nhìn là cô sợ ha. Đi ngồi coi thôi, dòm thôi chứ biết làm sao giờ. Chụp tới thằng ba luôn rồi. Cái thằng ba này bây giờ là phải chịu thôi chứ không đường nào rồi. Nhưng mà đầu tiên thì dắt vậy đâu có, nó đâu có bị gì, ảnh hưởng gì đâu, cứ chạy rồi chở xuống. Là có một số bà con là không chịu dắt ha. Không chịu dắt, nói cho nó không nghe. Nó còn tự mình lại nữa. Nhưng mà tao biết thì tao dắt, còn người không biết thì nó chạy đi luôn. Bà con chở nông sản qua đây là phải bỏ lên xe gùa đẩy qua. Cái này là nó đứa này nó biết, nó thấy vậy, nó thấy cô vậy cái nó không dám đi. Dạ. Bằng xe hôm nay đi vậy đâu, lại xe gùa đi không. Dạ, năm nay cũng tội nghiệp cái bà con, nhất là bây giờ cái nhà cô ngay lộ như vậy mà đi hết con lộ luôn rồi. Sợ là sao, con sợ nó động cái nền đó cô. Thì sợ đó, sợ nó động tới cái nền đó. Mà cái này động tới thằng ba luôn rồi, tới vị trí này luôn. Thằng ba luôn rồi, cái này từ đây qua đó nữa. Ở đây là mình cũng thuộc An Minh Bắc hả cô? An Minh Bắc. Dạ. Ở Kinh Năm ha. Ở ấp Kinh Năm. Dạ, ấp Kinh Năm. Bữa trước là mình sập bữa mùng mấy cô? Bữa lên là... bữa nay là năm tây thì con bữa nay tính ra năm bữa đó. Dạ, sập ngày một tây ha. Đúng rồi, nó sụp cái đó chứ. Dạ. Nó đó sụp mà con không hay, đi làm về tối rồi 5 giờ rưỡi là cô về tới nhà rồi. Cái hai chồng đi tắm nghe nó làm như gió vậy đó, của nó chết mẹ mưa rồi. Mấy cô đi đi chạy ra lấy quần áo, con chó hả ngoài nó xuống quá chơi thủa, cái ổng chạy ra ổng la cái con chó nó đứng đó. Cái ông dòm nó nói rồi tiêu luôn rồi, sập lộ rồi. Mà sập lộ đầu tiên là cái đường này nó không có gì đâu, nó cũng cao vậy đó. Dạ. Nó cao bên đó thì đó, cái tới chạy biết là bắt đầu mấy cái ông nội này chở chuối nè. Là lúc đầu cái chỗ này vẫn còn nó chưa có chuối xuống nha. Chưa có gì hết trơn á. Chở bằng đêm cái bắt đầu thức lên là đi ra thuốc thoát. Rồi người ta đi qua trở lại tới đầu nó sập thêm ha. Bây giờ cho bà con như làm phước cho người ta thôi. Còn cái thằng ba này bây giờ là trụ được ngày nào hay ngày đó. Thì cho đi rồi đó, tôi chấp nhận rồi đó. Mà tại vì mà nói, nhưng mà tại cái này kia đâu có ai nói gì đâu. Dạ. Hôm nay mà... không có nhiều người xa lại tao biết chứ. Không biết vậy, có khi bà khăn ở ngoài giữa đường cũng la nó mà cũng vậy à. Nói ơi, đúng ra thì dòm thấy vậy là cứ như biết cái nhà ta bị gì đó. Là dắt đi. Thôi cô ơi, chuyện này là chuyện thiên tai xui rủi chứ đâu ai muốn không cô. Còn nó chạy rồi nó động tới cái nhà nó vung hết trên cái nhà trong nhà nó cũng như chuyện thiên tai mà xui rủi thôi. Mấy cái cục đó là bây giờ mưa một vài đám nữa là sập thêm nữa. Đi nữa. Rộng thêm á cô. Đó là cái như mà nặng quá thì quay trở lại đi kiếm đường khác đi chứ đừng có đi đường này không nổi đâu. Sợ nó đi vướng á. Nó bị ở dưới đó nó mẻ dữ lắm rồi đó con. Dạ, cái chỗ này bây giờ là nó mẻ, cái chú xuống nó không còn chân nữa. Đất ở dưới nó rỗng rồi. Dạ. Nó chỉ được ở trong này à. Vô là đất sụp, cũng vô đất sụp. Nó chỉ được có phần trong này là còn à. Phần đó là hình như nó sụp bất cứ lúc nào. Đó giờ cô có chứng kiến cái tình trạng này chưa cô? Không. Hồi đó không có. Từ đó giờ luôn hả? Từ nhỏ tới lớn rồi con. Tới giờ là mới luôn. Là bữa đó cô chạy ra là cô thấy liền đúng không? Chạy ra là thấy liền đó, tự nhiên nó lập một hực rồi xuống vậy là thôi đó, nó không có... Nó làm như mình động đất vậy đó. Dạ, như động đất luôn. Ừ, nó cứ hự xuống vậy đó. Một cơn mưa ngày hôm qua và một cơn mưa bữa nay. Cơn mưa hôm qua thì thấy ít, bữa nay là thấy nhiều đó. Bữa nay là ra sập thêm nhiều hơn nữa. Bây giờ con cũng không có dám xuống dưới mà quay nữa, tại xuống dưới rồi không có đường lên. Con đừng xuống, bây giờ dạ. Nghe xào xào hoài đó. Ở dưới là đang nghe xào xào đó cô. Lâu lâu rồi cô nghe ha. Thì hồi nãy là đứng nó hai cái thằng ghê là nó bị bên đây này nó cái ào xuống. Nó đứng kêu cô chạy ra đó. Mấy em đi lên nè. Cái này mới sụp dạ. Nữa này chị Tâm. Mới nữa đó. Dạ. Mới đi nữa đó. Cái này là bây giờ vẫn còn cô vẫn còn nghe những cái hiện tượng mà nó lạ lạ ở dưới ha.
cái đó là đi không được đâu, cái đó là mới sập nữa đó. Là chỗ, quay đi rồi, chỗ này là mới mới sập nè chú ơi. Tâm ơi, kêu đừng đi đường đâu nữa đâu. Không được luôn. Đất mới sụp nữa rồi đó. Xuống đó là bị đi luôn. Không đấy, một nữa rồi. Là qua nay là mưa, các bà thấy là sụp thêm thấy bà. Không được, cho ta chạy ra bị đấy, ta không được. Dạ. Quay trở lại đi, an tâm hơn, đừng có xuống đường này. Nhưng chở đầu cồng cành quá, sợ vướng quá. Vướng ừ. Chạy đi, không được. Quay trở lại đi, chắc ăn hơn. Nó không nặng đó, cái tới là nãy không được. Biết rằng nó không nặng nhưng mà công cờ nó cô. Tại sao nó có bữa nào ta ở nhà một bước nữa rồi, còn làm cái này. Thử chú nha. Được chú, thì bữa nay là mấy chú nói là như cô. Bữa nay cô nói là trời mưa, qua nay là nó sập thêm. Hồi nãy em lại cũng mới thấy luôn cô chú. Nguyên một con lộ xuống sông luôn. Tình bữa nay là cũng màu đen đen thu luôn cô chú. Nó răng thêm nè cô chú. Bây giờ là nãy giờ hết mưa rồi, bây giờ mới đầu chuyển lác đác một vài hộp mưa nữa rồi. Nó răng thêm nè. Đợi cái mảng này nó không trụ được nữa. Cái chỗ này là nó sập sâu xuống luôn cô chú. Bây giờ là mưa nè. Những cái vị trí mà nó cặp mé như thế này á, nó chài xuống thêm. Những cái mảng đất này không biết còn giữ được bao lâu. Sập tới hết con lộ luôn, tới nhà của người dân luôn cô chú. Mưa này thì di chuyển càng khó khăn thêm á cô chú. Như cô chú xem ở cái phần mà hàng ba cô cho đi đỡ là ở dưới đất bây giờ nó đã mưa, nó lở từ từ á cô chú. Nó gần đi vô trong luôn. Khi sụp luôn hàng ba này không biết làm sao mà di chuyển được luôn. Giờ này là giờ vận chuyển nông sản qua lại tuyến đường này. Nãy giờ chắc chưa mới đúng giờ á. Giờ này chiều hay chưa ha? Trễ rồi đó, mấy tay đi trễ bây giờ này nè, chắc chưa không lại cái thấy đụng cái đậu sắp hàng dài cái kia. Giờ này hết giờ rồi, còn là mấy tay làm gì đâu mà mấy tay bộ mà ông cầm 18 11 12 giờ đi không thấy. Là giờ vận chuyển nông sản ở đây xếp hàng luôn ha. Ừ. Dạ. Hết giờ rồi, hết giờ làm việc rồi. Dạ. Cả 10 giờ là cứ ở đây là tại bữa nay trời mưa chứ bữa nay mà nếu mà trời nắng là chắc ở đây là không có người nào chứ. Chắc này ông lại không có người nào đâu. Quay ba phát cổng rồi. Dạ, là bây giờ là nó là bây giờ vận chuyển nông sản bây giờ ở đây là khó khăn ha. Có đâu, gấp 10 lần ngày xưa thôi chứ khó còn gì mấy. Dạ. Vâng, cô chú đây là đợt nhãn lồng nè cô chú. Ở quê em có những đợt nhãn lồng mà nhiều lắm nè. Nhìn nông quá. Dạ, thì bây giờ em sẽ xin phép cô chú anh chị và các bạn, em sẽ tiến vào trong kinh 19 để ghi hình lại những vị trí sập ở trong đó. À, chỗ đó còn ít, vô trong nữa. Dạ, phía trong đó là mình sụp nhiều ha. Dạ, dạ thôi, con xin phép con đi trống ghi hình nha. Ở đây là sập xuống đây hình như là có 2 mét luôn á. Không, bày xuống chứ có 3 mét gì á. 3 mét luôn á. Ừ, sâu xa sâu lắm, có 3 mét đó. Cái này mà đi xuống dưới không có đường lên luôn. Không có đường lên luôn. Dạ. Yeah. Xuống lắm. Dưới là mắc kẹt dưới luôn, không có lên được luôn. Cũng hên là ngay với chỗ nhà chú là nó chỉ sụp tới lỗ thôi ha. Dạ. Dạ. Lỗ này cũng lỗ mới làm nè.
ở ngoài bò bao á, mà nó sập ở đây sao mà ở trong nó trong nhà cũng hơi găng á, trong nhà mình cũng găng luôn á, vì là nó đi cái mảng lớn lắm, nó sụp xuống cái này tại vì đất không có chân. Dạ. Đất không có chân. Mưa mấy bữa nay trong kinh mình được nhiêu nước nè? Rồi được nhiêu nước đó. Đầu mùa giờ là mới được đám mưa được nhiêu nước đó. Dạ. Chứ là ấy giờ đâu có nước đâu. Dạ. Có mưa hồi tháng 10, tháng 1 tới giờ mới có đời được đám này là lớn nhất. Dạ, dạ, thưa cô chú, thì em đi một vài trăm thước, thì theo sự chỉ dẫn của bà con ở đây thì em tới cái vị trí mà sụp nặng nề nhất rồi cô chú. Này là mưa sình lầy quá hả chú? Ừ. Đi hết được luôn rồi. Hết được luôn rồi, mới sụp. Rồi qua đây gán bường vô cái sình ở trong qua. Như hôm trước cô chú anh chị và các bạn, thì trời nắng á, sập thì mình còn đi được. Hôm nay là trời mưa, những cái đất mà nó găng bữa trước á, nó sập thêm nữa. Trời nắng thì còn đi lò trong này sạch sẽ, còn mưa thì lên sình luôn rồi. Một đống ngổn ngang luôn cô chú. Bây giờ xe qua đây phải đi hết sức cẩn thận luôn. Mấy những cái miếng đan này nó nằm ngổn ngang. Đi vô nhà của người ta luôn. Nhà của người dân đó cô chú. Bây giờ đắp có bắt cái thang kìa. Bắt cái thang mới xuống dưới được. Chứ sâu quá à. Đây sình lầy luôn cô chú ơi. Sình dữ. Rồi nó bứt cái miếng đan này ra một cái khoảng lớn. Ở đây sâu lắm cô chú. Ở dưới sông bây giờ là nó trào cái sình đen ở dưới đó, nó trào ra chân thui luôn. Đây là sình đen khi mà sập nó trào lên cô chú. Ở đây bây giờ lên sình luôn rồi. Những cái phần đất ở đây trong kinh 19 đó, thì hầu như là hết kinh luôn. Nó nứt ra cặp mấy lộ và nó sạt xuống sông. Giờ ở trong kia khó chạy lắm ha. Trong kia hơn nữa ha. Giờ đi bộ vô chứ không dám chạy xe vô quá. Đúng rồi. Dạ. 2 giờ ra tới đây là gần tiếng rồi. Cái bánh xe nó dính xịn chân. Ra mà từ trong kênh có mấy cây số mà ra tới ngoài là gần một tiếng đồng hồ luôn á. Trời, đâu mấy cây, chừng 500 mét. À, có 500 mét mà đi mất một tiếng đồng hồ. Khổ hả? Năm nay khổ thiệt. Những cái con lộ này bây giờ là nó đâu còn đi được nữa. Ở trong thì bây giờ lên sình rồi. Sốt chết vậy hả con? Giờ đi bường qua thôi chứ sao bây giờ? Chắc lại qua đi anh ơi. Bữa nó tở luôn, giờ con mất cái chở nó nè.
vài hôm nữa mưa lớn nữa thì cái chỗ này nó lầy luôn. Bây giờ em sẽ di chuyển tiếp nha cô chú. Nè cô chú ơi, cặp mé sông chỗ này nó cũng sụp, cũng trào sình ra. Nó sụp cái mé bên kia đó cô chú. Nó trơn luôn rồi. Trào sình ra đang thui luôn. Này sình, cái này là kiểu như sình non á. Bên đây sụp, bên kia cũng sụp luôn. Khu vực này cũng sụp luôn nè cô chú. Hầu như là không có vị trí nào mà không sụp. Mé bên đó cũng sụp luôn á cô chú. Chỗ này nó nứt sụp lâu lắm rồi. Chỗ này là sụp lâu á ông. Chỗ này sụp lâu hả? Lâu á. Giờ vận chuyển chuối ra mình chở khó khăn ha. Giờ dạ giờ con thấy đi xe không cũng khó, nó chi chở đồ. Bây giờ mình bưng ra cái gì cô? Bưng ra em ơi. Sao bây giờ? Bưng là mình vác lên, mình đi mình vác bộ hả? Hai người lên bộ đi đó. Đi bộ ha. Ừ, đúng rồi. Vác hết nhiêu chú đi lâu à? Vậy là dài vài hôm nữa trời mưa nhiều nữa thôi không biết làm sao luôn. Ừ đúng rồi. Mưa nhiều nữa nó còn sụp nữa đó. Dạ. Ở đây nông sản trong khu vực U Minh Thượng mình là chuối nè. Chuối. Khoai. Rồi có khóm nữa. Chủ yếu là chuối là nhiều. Chuối. Chuối cao, chuối già. Cái này gọi là chuối già ha. Đúng rồi, chuối già. Dạ, rồi con cảm ơn cô chú. Dạ. Khu vực này cũng dăng dây lại và đi lòn ở trong. Thì những cái sân mà có đan thì còn đỡ. Còn những cái mé như vậy nè, xe chạy rất là khó. Vị trí này không cho đi luôn á. Dưới này là nó ăn sâu vô trong lộ luôn cô chú. Nghe lớn lắm hả cô? Ừ. Dạ. Đây là cô chú. Chảy dài luôn. Hầu như chỗ nào cũng sụp. Bây giờ là sình lầy chạy xe rất là khó khăn cô chú ơi. Đây bây giờ cô chú anh chị trong đây bắt buộc phải đi ngàn cái những khu vực sụp này. Đây nè cô chú.
đồ nó nứt ra hết, nó sụp rồi nó bẻ đanh, nó bẻ nó nứt ra, nó nứt hư miếng đanh luôn. Biết sao ra được. Còn nó chút cô chú dài lắm, cái tuyến đường này sụp bình địa hết luôn, sụp liên hoàn. Ở đây là bà con bây giờ là đang giúp đỡ nhau để mà có thể di chuyển qua những cái phần mà bị sụt lún và nó sình lầy như thế này. Sình hầu như là dính đầy bánh xe luôn à. Và nó có kẹt cứng không thể chạy luôn cô chú. Nó lên sình như vậy nè. Dưới nhìn lên hải hùng luôn. Bà con đang dọn đường để mà xe có thể chạy qua bây giờ ha. Chỗ này phải bắt thang mới lên được nha cô chú. Tại sâu quá. Khiên ra gì nè cô chú. Khổ. Bà con ở đây bây giờ rất là khổ luôn.
tổng tót ở trong. Quá trời sình luôn rồi. Đi xe mà gì. Hư đôi dép luôn rồi. Hư đôi dép thiệt rồi. Bộ mình không sợ hư, sợ hư đôi dép hả? Sợ hư đôi dép. Buổi chiều hôm nay là bà con đang chặt vật để mà có thể di chuyển qua được cái đoạn đường này nè cô chú. Rồi đi xuống đẩy xe tới ta coi trời ơi gì. Ngồi trên tay mà còn trời ơi nữa. Phía trong kia còn sập nữa không chị? Còn 2 khúc dài lắm. 2 khúc dài, dài hơn này không? Dài hơn này. Chắc có mai mình sẽ tiến vô ghi hình được chút. Đây vô trống là còn 3 đoạn nữa chứ đâu phải 2, 3 đoạn nữa. Hôm nay cũng trễ rồi, bữa nay 4 giờ mấy, trời tối rồi không? Dạ, em Út Long miền Tây cũng xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Nếu cô chú anh chị thích video, hãy cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh. Đó là một niềm động lực to lớn về tinh thần để em có thể ghi hình lại những video tiếp theo về cuộc sống ở miền Tây.